thì chúng ta có rất là nhiều thay đổi sẽ rạn da rồi bị nám da xuất hiện những cái mảng đốm nâu nhỏ 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 trên cơ thể sinh lý thì thường sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thai nhi đâu cách chăm sóc da dành cho mẹ bầu như thế nào để có thể vừa an toàn mà vừa hiệu quả thì bác sĩ có thể chia sẻ không ạ hyaluronic acid rồi formdehyde đồ tức là những cái chất chúng ta có thể thấy bình thường trong các sản phẩm chăm sóc da phương pháp hoặc là những cái chất an toàn để chúng ta khi mang thai chúng ta có thể sử dụng khi chăm sóc da Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại với chương trình Cẩm nang sức khỏe. Chương trình được phối hợp thực hiện giữa Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh và Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng. Trong giai đoạn mang thai, sự thay đổi của nội tiết tố gây nên nhiều vấn đề về da, khiến cho mẹ bầu mất tự tin. Chăm sóc vẻ bề ngoài như thế nào chắc hẳn là băn khoăn của rất nhiều mẹ bầu, bởi vì không ai muốn mình trở nên xuống cấp khi mang thai. Thực tế sẽ có những phương pháp chăm sóc da an toàn trong thai kỳ có thể giúp cho chị em vượt qua giai đoạn này nhẹ nhàng hơn giúp bạn vẫn có được làn da tươi tắn trong quá trình mang thai. Vậy phải làm cách nào để giúp mẹ bầu luôn khỏe đẹp mà thai nhi vẫn khỏe mạnh? Mời quý khán giả cùng gặp gỡ bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Thủy, phó khoa sản phụ khoa bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng Tây Ninh để cùng trao đổi về vấn đề này. Xin chào bác sĩ, xin chào Ngọc Thật, xin chào quý vị khán giả. À thưa bác sĩ, thông thường thì mẹ bầu sẽ có những cái thay đổi ở da như thế nào khi mà mang thai ạ? thật ra thì chỉ có những người phụ nữ mang thai mới hiểu được cái nỗi khổ này thôi khi mang thai thì chúng ta có rất là nhiều thay đổi từ vóc dáng bên ngoài lẫn đến nội tiết tố và tính cách bên trong à, sự thay đổi này thường là do sinh lý của quá trình mang thai gây nên do sự thay đổi về nội tiết tố mà mọi nội tiết tố của mỗi người thì mỗi khác cho nên có những thay đổi là mỗi người là khác nhau bình thường chúng ta hay gặp nhất là những thay đổi về da À, ví dụ như mụn trứng cá nè, thay đổi về rối loạn sắc tố da, ví dụ như sẽ rạn da rồi bị nám da, xuất hiện những cái mảng đốm nâu nhỏ, nhỏ nhỏ trên cơ thể, hoặc là chúng ta có thể nổi những cái sẩn, những cái mụn ngứa trên khắp cơ thể luôn. Tại vì do những cái thay đổi nội tiết tố cho nên da chúng ta là thay đổi nhiều nhất. Dạ vâng. À, vậy thì những thay đổi của da khi mà mang thai đó bác sĩ, thì có ảnh hưởng gì đến thai nhi hay không? Và sau khi mà à, mẹ bầu sinh con xong á, thì có trở lại được bình thường không ạ? Thì như tôi đã nói chưa đó. Việc thay đổi khi mang thai từ da cho đến vóc dáng thường là do sinh lý, tức là do nội tiết của thai kỳ tăng quá nên sinh lý thì thường sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thai nhi đâu. Và sau khi sinh chắc chắn sẽ hồi phục. Còn nếu mà do cái cách chăm sóc da của chúng ta không đúng cách trong thai kỳ á thì sau khi sinh thì phải tùy trường hợp. Ví Dụ như chăm sóc đúng cách thì sẽ hồi phục lại từ từ dần dần. dạ vâng. À, vậy thì thưa bác sĩ trong cái giai đoạn mang thai đó thì mẹ bầu cần phải bổ sung những cái vitamin nào để vừa tốt cho bé mà vừa tốt cho mẹ luôn ạ? Uh, thật ra khi mang thai á cái chế độ dinh dưỡng dành cho mang thai là cũng giống như những người bình thường thôi nhưng mà chúng ta sẽ bổ sung thật là đầy đủ những cái chất uh, khoáng chất vitamin thì một số vitamin cần thiết khi mang thai có thể là kể đến như vitamin nhóm B nè vitamin C vitamin E vitamin D nhưng mà các bạn nên nhớ nha uh, bổ sung là phải theo khuyến cáo hoặc là theo liều của bác bác sĩ tại vì uh, nếu chúng ta dùng quá liều cũng sẽ gây hại cho thai dạ vâng À, thưa bác sĩ cách chăm sóc da dành cho mẹ bầu như thế nào để có thể vừa an toàn mà vừa hiệu quả thì bác sĩ có thể chia sẻ không ạ à, đây chắc là vấn đề mà các bầu rất là quan tâm tại vì khi mà chúng ta có thai á, chúng ta thường hay nghe mọi người nói là à, cái này không được dùng cái kia không được dùng có quá chất rồi gây hại cho thai vân vân nhưng mà tôi cũng xin thông tin với các bạn là khi chúng ta mang thai chúng ta hoàn toàn có thể chăm sóc da nhưng mà các bạn phải nhớ hai vấn đề thứ nhất là những cái những cái những cái gì mà chúng ta mang thai không được dùng rồi thứ hai là những cái gì mang thai chúng ta được dùng thì thứ nhất là những cái chất mà mang thai chúng ta không dùng đó, đặc biệt là những cái chất mà chúng ta hay thường gặp trong các loại mỹ phẩm trong sốc da dưỡng ẩm kể đến đầu tiên đó là retinol thì retinol thì những tín đồ mà chăm sóc da làm đẹp đều biết đến retinol retinol là một hợp chất tiền vitamin a là những cái phân tử nhỏ cho nên nó có thể qua nhau thai và nó có thể gây ảnh hưởng đến thai kỳ cho nên khi mang thai và cho con bú là giai đoạn này chúng ta không được dùng những cái mỹ phẩm hoặc sản phẩm có chứa retinol rồi hoặc là hydroquinone rồi formaldehyde đồ tức là những cái chất chúng ta có thể thấy bình thường trong các sản phẩm chăm sóc da tuy nhiên những cái sản phẩm này đều là phân tử nhỏ cho nên nó có thể qua được nhau thai cho nên nó có sẽ có thể ảnh hưởng đến thai thì uh, thứ hai là tôi sẽ cung cấp trao đổi với các bạn về cái những cái phương pháp hoặc là những cái chất an toàn để chúng ta khi mang thai chúng ta có thể sử dụng khi chăm sóc da uh, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những cái chất mà chiết xuất từ tự, tự nhiên nè tức là trong sản phẩm hiện nay trong các hãng mỹ phẩm người ta đều có sản xuất những sản phẩm dành cho các mẹ bầu hoặc là mang thai hoặc là cho con bú khi uh, vấn đề mà các bạn đang giải nhất đó là việc điều trị mụn trứng cá đó mang thai là dễ bị nội mụn dữ lắm thì điều trị mụn trứng cá chúng ta có thể sử dụng một số kháng sinh bôi tại chỗ ngoài da và đã được chứng minh là an toàn trong thai kỳ ví dụ như adisomycin hoặc là rizomycin thì cái này bác sĩ có thể chỉ định bác sĩ gia liệu có thể chỉ định cho các bạn hoặc là chúng ta trị mụn bằng những phương pháp mới như bây giờ ví dụ như sử dụng tia laser hoặc là ánh sáng hai cái phương pháp này tuyệt đối là an toàn trong thai kỳ tại vì nó chỉ tác động lên trên cái bề mặt da thôi không có qua nhau thai ảnh hưởng đến em bé. Rồi chúng ta có thể sử dụng những một số chất uh, dưỡng ẩm ví dụ như axit azelic nè, axit glycolic nè, hoặc là axit salicylic thì những chất này là để được chứng minh là an toàn cho thai kỳ. Rồi chúng ta nãy tôi đã nói rồi dưỡng ẩm da thì có thể dưỡng ẩm từ các chiết xuất từ thực vật ví dụ như bơ hoặc là vitamin E đồ. Trong khi mang thai thì đặc biệt là chúng ta phải uh, quan tâm đến việc chống nắng. Thật ra chống nắng thì uh, có thai hay không có thai thì đều là quan trọng. Nhưng mà khi mang thai thì cái thành phần kem chống nắng chúng ta nó hơi hạn chế. À, việc sử dụng kem chống nắng là một cái phương pháp bảo vệ da cho phụ nữ mang thai tại vì bình thường khi mang thai là sức đề kháng của chúng ta rất là giảm mà khi mà bị nắng có tia UV xâm nhập vô da thì sẽ dễ hấp thụ tia UV. Cho nên việc sử dụng kem chống nắng là quan trọng. Mà khi có thai thì hai cái chất mà chống nắng bà bầu dùng được đó là titanium đi oxit với lại oxit kẽm mà mình hay gọi là chống nắng vật lý thì khi sử dụng chống nắng khi các bạn thấy trên nhãn hiệu có ghi là kem chống nắng vật lý thì đó là sử dụng được cho phụ nữ mang thai và cho con bú à, vậy thì bác sĩ có thể gợi ý cho các bạn ở các bước chăm sóc da hàng ngày khi mà mang thai không ạ tôi có thể gợi ý cho các bạn một số bước chăm sóc cơ bản khi mang thai thật ra thì tôi nghĩ các bạn nữ thì luôn luôn có cho mình những cái bí quyết chăm sóc da nhưng mà khi mang thai thì chúng ta nên hạn chế một số bước Ví dụ như bình thường chúng ta sẽ sử dụng nước nào cũng được khi rửa mặt Thì khi mang thai tốt nhất là các bạn nên sử dụng nước ấm Rồi rửa mặt hoặc là tắm gì đó Rồi chúng ta sử dụng sữa rửa mặt Sữa rửa mặt thì phải sử dụng loại là giống như nãy tôi nói chiết xuất từ thiên nhiên Hoặc là loại lành tính gì đó Hoặc là loại dành cho da nhạy cảm mà không có chứa cồn Rồi chúng ta có thể tẩy tế bào chết Cái bước hai là tẩy tế bào chết có nguồn gốc từ thực vật hoặc là loại mà tẩy tẩy tế bào chết dành cho da nhạy cảm loại mà nhiều dịu nhẹ rồi thoa nước hoa hồng hay là tông nơ đó các các bước này thì uh, cũng là cần thiết thì nước tông nơ thì các bạn có thể sử dụng dành, loại dành cho da nhạy cảm rồi chúng ta có thể kê thoa kem dưỡng ẩm với thành phần mình giống như tôi đã nói chưa đó rồi cuối cùng là thoa kem chống nắng vật lý khi ra ngoài à, vâng qua những chia sẻ của bác sĩ thì có thể thấy rằng cách chăm sóc da mặt cũng như là dưỡng da cho bà bầu tại nhà rất là đơn giản phải không các mẹ chăm sóc da cho bà bầu thì không cần cầu kỳ phức tạp nhưng đòi hỏi là phải đúng nhu cầu đúng kỹ thuật và quy trình đừng chủ quan hay là xem nhẹ vai trò chăm sóc da trong giai đoạn mang thai này nhé vì thực chất đây chính là lúc mà cơ thể và làn da của chúng ta cần có sự chăm sóc cẩn thận và đầy đủ nhất chúc cho tất cả các mẹ luôn trẻ đẹp và khỏe mạnh trong suốt thời gian mang thai nhé Khán giả Phạm Hằng có tài khoản Facebook Ngọc Phạm hỏi Bác sĩ ơi, hiện tại em đang mang thai nhưng sợ xấu xí quá chồng chê nên em thắc mắc không biết bà bầu có được phép trang điểm dưỡng da và làm đẹp trong thời gian mang thai không ạ? À? À, tất nhiên là có thể rồi. Mang thai chúng ta vẫn phải xinh đẹp chứ nhưng mà việc trang điểm khi có thai sẽ hạn chế một số bước thôi. Ví dụ như chúng ta chỉ sử dụng đơn giản là bước kem dưỡng ẩm nè chúng ta sử dụng kem chống nắng nè hoặc là loại kết xanh mà loại không có chất cồn son môi hoàn toàn có thể sử dụng hàng ngày được tại vì hiện nay theo tôi biết là có rất là nhiều nhà sản xuất sản xuất son môi dành riêng cho bà bầu và nó hoàn toàn lành tính không ảnh hưởng gì đến thai nhi hoặc là giai đoạn cho con bú cả và chúng ta không được sử dụng những cái phấn mắt hay là cái gì lè lẹt quá nhiều thôi chứ thật ra chúng ta vẫn có thể make up xinh đẹp như bao người khác thôi Khán giả Quyền Như, tài khoản Facebook Quyền Như hỏi Bác sĩ ơi, cho em hỏi, thông thường mẹ bầu sẽ tăng cân rất nhiều trong quá trình mang thai, sẽ rất dễ bị rạn da. Vậy có cách nào để phòng ngừa và điều trị rạn da không ạ? À? Ờ, thật ra rạn da là vấn đề mà thay đổi da rất là hay thường gặp trong thai kỳ. Ờ, đơn giản là khi các bạn biết cái việc mà nguyên nhân nào dẫn đến rạn da thì tôi nghĩ các bạn sẽ biết được cách phòng ngừa thôi tại vì rạn da là tình trạng mà da của chúng ta căng quá mức do cái việc chúng ta tăng căng quá nhiều gây nên thôi và thứ hai là do da chúng ta giữ ẩm không tốt thì thường khi có thai các bạn uống rất là ít nước nè các bạn không có đủ cái cái việc giữ ẩm da cho nên cái việc rạn da rất là dễ xảy ra thì để phòng ngừa tốt nhất cho rạn da chính là chúng ta phải kiểm soát chế độ ăn có nghĩa là chúng ta phải có một chế độ ăn khoa học giữ cân nặng, kiểm soát cân nặng không để tăng cân quá mức trong thai kỳ. Ví dụ như một tháng thì bác sĩ chỉ cho các bạn tăng 1 đến 2 kg thôi, mà có những bạn bầu là tăng một tháng 4 5 kg thì việc rạn da chắc chắn sẽ xảy ra. Chúng ta có thể tập những cái bài tập thể dục yoga nhẹ nhàng hoặc là sử dụng một số cái thành phần dưỡng ẩm an toàn mà sử dụng được trong thời kỳ mang thai. Ví dụ như AHA nè, hoặc là salicylic hữu cơ. Những cái chất này là hoàn toàn có thể an toàn trong thai kỳ. Rồi khi mà chúng ta không không có kiểm soát được cân nặng á mà chúng ta bị rạn da thì cũng đừng có lo lắng tại vì hiện nay đã có rất là nhiều cái phương pháp điều trị rạn da à, tại một số thẩm mỹ viện spa. Ví dụ như chúng ta có thể sử dụng phương pháp laser nè, rồi à, những cái phương pháp RF kim vi, vi điểm thì thông thường thì qua một hai lần điều trị thì tình trạng rạn da sẽ được khắc phục gần như là khoảng trên 50% luôn á.